ơi vừa chẳng yêu mình, sao lòng còn thương, thương một người dầm nát con tim. Người trao kỷ niệm ngọt mềm, làm tôi chết trong. À, dạ vâng, xin chào anh nhé. À, trong clip này thì em đang test một con đẩy bãi cho mấy khách hàng. Anh Vũ Văn Sáng có địa chỉ ở thôn 2, Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng. Mấy khách hàng anh cũng lấy hàng bên em khá là nhiều. Chiếc con đẩy này thì công suất khá khỏe anh nhé. Công suất của nó 8W một kênh thì có thể sử dụng đánh 2 cặp 30 đánh thoải mái luôn. Rất là khỏe. Hình thức đẩy thì nó cũng tương đối là đẹp. Đẩy bãi con này đời cao, đời 2018 nhé. Con này chiều sâu của nó thì nó chỉ tầm khoảng 38-40cm thôi. Đấy. Mà có gió rất là êm này, đấy, có gió hiện tại đang quay rất là êm đấy nhá. Mặt mũi nó làm đẹp, đấy, mặt mũi rất là đẹp luôn. Con này thì nó chạy 36 sò xăng ken luôn nhá. 36 sò xăng ken cả bù áp. Nó chạy khá nhiều sò, mạch cả lát hát luôn nhá. Cả lát hát thì nói chung là không mấy khi nó làm nhiều sò, nhưng con này làm rất là nhiều sò luôn. Đấy. Thì trong clip này thì em đang test, có nghe vừa nghe chất âm em test thì tín hiệu từ máy tính nó đánh thẳng một đôi loa, nhưng mà cái tiếng cái dòng này thì khá là hay. Và dòng này thì nói chung là tất cả linh kiện thì bác nào thích những cái dòng linh kiện mà nó cắm chân thế này. Đấy, tất cả linh kiện cắm chân. Đấy. Nhiều bác là sợ linh kiện dán, nhưng mà nhiều con linh kiện dán của nó giờ cũng rất là chất thôi nhé, mà dùng rất là yên tâm. Này, đời con này đời 2018 nhé, đẩy DK, cái mã là MK800. Con đẩy này thì em báo giá luôn để có tham khảo, giá của nó là 4.500.000 thôi nhé. Con này sử dụng 24 tụ, nhưng mà tụ của nó thì vôn khá lớn, tụ 120V thôi. 120V. Đây, đằng sau của nó thì nó là nguồn rời, và các bác có thể đấu cọc loa để dễ đấu này. Con này có đường link luôn nhé. Đấy, có chế độ gạt shifter dưới cùng Braille mono. Đấy. Còn cái đường này tín hiệu vào bằng Canon thì em chuyển đổi từ Canon ra V để các bác có thể là chúng ta có thể đấu trực tiếp vào luôn được các nhé. Máy móc của nó thì còn rất là chất, các nhìn này. Đấy, máy còn như mới luôn. Đấy, nó làm trông nói chung là rất là gọn gàng và hiệu quả thôi nhé, hiệu quả. Với những dòng đẩy bãi tại cửa hàng thì nói chung là cũng liên tục lên sóng để quay cho bác, cũng như những hàng của bác đi thì em cũng sẽ cố gắng làm sao mà làm video được cho các bác. Còn một số bác mà không làm được video thì thực sự bác là nó cũng nhiều hàng dịp Tết này, đâm là cũng không quay được hết thôi nhá. Thì với cái mã này thì lâu lâu em không quay, thì em lại tiện gửi hàng cho các khách hàng thì em quay cũng giới thiệu toàn thể quý khán giả và báo giá luôn để các bác tiện tham khảo. Với dòng cục đẩy bãi DK MK800 thôi nhá. Tiếng rất là hay luôn. Đấy, tiếng cực kỳ là hay, quả gió êm. Đây, giá thành hợp lý nhá. Giá 4.500.000. Thì bác nào mà chốt thì liên hệ sớm với cửa hàng. Đấy. Mày cả lát hát thôi nhá. Lát hát. Linh kiện nó toàn chở 5 bạch màu hết này. Toàn chở 5 bạch màu hết. Sò nó là sò thăng kem thôi nhá. MV1526. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Thì em quay cho bác khách hàng thì bác xem cái đẩy của mình, cũng như giới thiệu toàn thể với khán giả khắp mọi miền với dòng đẩy bãi. Con này thì các bác cứ chơi được 2 cặp 30, chơi thoải mái luôn thôi nhá. 2 cặp 30 chơi thoải mái luôn. Và khi chúng ta dùng thì chúng ta vang, chúng ta cứ để tầm 2-3 giờ này, còn to nhỏ thì đẩy cho tầm 2-3 giờ, còn to nhỏ chúng ta sẽ chỉnh ở trên vang. Con này mic tiếng rất là hay. Đấy, tiếng rất là hay. Thì có lẽ em xin tạm dừng lại đây. Cảm ơn các khách hàng rất là nhiều, cũng như là cảm ơn quý khán giả khắp mọi miền tổ quốc các bác đang theo dõi kênh bên em. Thì các bác cũng tiện tham khảo, bác nào chốt thì gọi trực tiếp cho số máy cửa hàng là 0385 2228 nhé. Em xin chào bác.